Đây các bạn nhìn nha. Đấy các bạn thấy không? Thôi còn được. Úi. Đấy các bạn thấy. Con này có một khả năng rất là ghê nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với game Shadow Fire 3. Thì hôm nay mình sẽ đánh con boss Shadow Mai, có nghĩa là thuộc kiểu bóng tối. Ngày xưa mình chơi mình toàn những tiếng Anh, cho nên là mình tự gọi thế thôi các bạn. Đây, thế đây là những vật dụng mình cần chuẩn bị đánh nữa nha, gồm mũ này, giáp này, kia liếm xích huyền thoại. Đấy, liềm xích thì mình sẽ đổi lại chiêu nha, bởi vì con này nó dùng shadow liên tục cơ, cho nên mình phải đổi lại chiêu chính xác để mình có thể đánh đam đau hơn. Đấy, kỹ năng một giây, kim đỉnh cao. Đây, giờ mình cũng không biết đánh như nào, trước phải đánh những rất là khó. Hôi quất, sư phụ bóng tối. Đấy, tức là nó dùng bóng tối liên tục về. Đây, nó dùng bóng tối liên tục luôn đấy các bạn. Không biết là nó khó đến mức nào. Đấy các bạn thấy không, nó từ dưới trời xuống này các bạn. Người mẹ hơi sợ đều. Đây các bạn nhìn nha. Đấy, chiêu mình rất là mạnh luôn. Không có thể chế ngự nó không. Ây, đây mẹ rồi cho các bạn nè. Các bạn cứ đứng dưới chân nó. Đấy, đầu tiên là nó sẽ thả xuống dưới chân nó trước. Các bạn lùi một bước xuống ấp sát chân nó. Ồ, các bạn phải cẩn thận nha, không là rất nguy hiểm. Được rồi. Ôi. Này. Ôi chết, 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 chết. Ờ. Đấy, rất nguy hiểm đấy các bạn, mà không cẩn thận thì thôi nó hành các bạn ra bão luôn đấy. Cần nên dùng tất cả các loại chiêu luôn các bạn. Mình đánh chủ yếu nó ta dùng chiêu của sứ giả thể. Mày rồi. Hay là các bạn có thể đứng một góc này nha. Đây, các bạn có thể đứng đây, đứng ở cái góc này để thoát khỏi sự truy đuổi của nó. Đấy, đấy, khó ấy. Chờ, đây các bạn chơi, mình chờ nó sẽ hết teleport nha. Mày, đấy, một phát đầy nộ luôn. Mày này. Đấy các bạn thấy một sự khó, nó còn như này đừng có nói là bất khả thi. Đấy. Đánh với độ này đã khó rồi, chứ bất khả thi thôi, xác định là nó hành cho mình thành củ tỏi luôn rồi. Không biết màn này là nó có kinh khủng như nào các bạn. Thôi, chết rồi, chết rồi. Chạy đi. Mà nói thật các bạn là hồi trước là có cái hệ phun mạnh ở trên cái giáp của thủy đình ấy. Hệ phun mạnh giáp thủy đình trên đây là đánh rất dễ. Đây các bạn nhìn nha. Đấy, các bạn thấy không? Thôi còn được. Úi, đấy các bạn thấy. Con này có một khả năng rất là ghê nha các bạn. Ôi trời ơi, nó chơi rất nhiều chiêu, khả năng rất là ghê. Nó phun trào rất nhiều thứ rồi các bạn. Mày này. Xong rồi. Đấy, mặt hai là nó chơi mấy cái chiêu phun trào từ mặt đất lên này. Cái quả đấy mà các bạn không né kịp rồi thôi, xác định là nó phun cho các bạn chết. Như mình như nãy, may mình nãy kịp. Mẹ nói cho các bạn là các bạn đừng cứ đứng dưới chân của nó. Đấy, mà này không biết là dùng cho mình gì không. Mày. À rồi. Mày. Mình cũng dạy mà mẹ cho các bạn là các bạn cũng chỉ cần dùng mấy cái chiêu như là đây. Đấy, tí thôi, tí đó xong. Chết nơi rồi, phải nói gì chứ.
Ấy, né kịp rồi. Ngon Dream. Đấy, né kịp rồi các bạn. Mày xuống đi. Thằng này dùng nhiều chiêu quá các bạn. Mày nộ. Xong đời. Thắng. Đấy các bạn thấy không? Thôi là xong, chắc mình chơi mức độ bất khả thi ấy các bạn. Cho cay cắn hơn. Đấy các bạn thấy rất rõ ràng là mình sư mẹ đánh các bạn nhá. Là các bạn chỉ cần dùng cái như là cái phi tiêu kim, tức là cái hệ phi tiêu ba hướng ấy, phi ra. Xong rồi là các bạn dùng cái chiêu phun trào hoặc là cái chiêu lúc xoáy của cái mũ hiếm của triều đình ấy. Hoặc là chiêu phun trào mũ sư hội. Đấy thì các bạn khả năng sẽ thắng rất cao. Đừng sao mới này. Cũng không hiếm. Vừa mới cũng được đấy các bạn. Xong rồi. Là dòng dõi của thật sự của Shadow. Bạn còn siêu việt hơn hắn. Ta bắt đầu nào, bạn an toàn khi ở bên tôi, hãy bước vào cổng thời gian. Chúng ta sẽ cùng nhau ngăn chặn Shadow và cực giữa của bạn. Ok, mình vào cổng thời gian nha các bạn. Đánh con này dễ dàng lắm. Quan trọng là các bạn phải áp dụng biết hết chiều của nó cơ. Và các bạn phải phản xạ nhanh. Chứ không thì con này nó các bạn không phản xạ kịp được nữa. Nó hành các bạn đi. Như cha đánh con thôi. Quyết định của mình là có thể mình đánh cho Shadow và mình sẽ kết thúc tập series Shadow V3 nha. Chứ dù plan mình cũng không chắc mình hay không. Bởi vì cái mấy cái đấy là khó. Đây, xong rồi. Ok, vậy là mình lên chắc 7 phần 1 các bạn. Chương 7 phần 1 này. Hậu duệ của Shadow đã vào cổng gian 10 năm trôi qua. Tức là mình vào cổng gian đấy các bạn. Ngươi có cảm nhận không? Chúng ta từng là một. Ta nhận ra điều đó khi ngươi đánh bại ta. Ta là ngươi là ta. Shadow đã tách ngươi ra. Nó là cách mà ta đã xuất hiện. Hàn Quốc nhốt ta trong hắc cầu, nhưng giờ chúng ta đang hợp nhất, không còn thủ đoạn bóng tối nữa. Ta đang trở thành một phần của ngươi, giống như thổi ở ban đầu. Ta đang tan biến hay ngăn chặn Shadow. Tạm biệt. Chung 7 phần 1, quên đi quá khứ. Xong rồi. Ôi trời, cậu đúng là bạn không? Bạn chính là hậu duệ của Shadow trời đất. Vậy là tên sứ giả hội đó đúng. Hắn nói bạn sẽ xuất hiện từ ngũ mộ phát sáng. À quên, tôi là Z. Có đúng là bạn có thể thắng được Shadow không? Vậy thì thôi. Vậy thì tôi sẽ tham gia. Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tên bạn chúa này nhận được những gì hắn xứng đáng. Hãy ra khỏi đây, lính gác đến. Bạn đã là một chiến binh giỏi phải không? Bạn phải đánh đấy. Đây các bạn thấy không? Đây là cái cổng thời gian đấy các bạn. Cái ngôi mộ mây ấy. Đấy, phát sáng bóng tối ấy. Đó là cổng thời gian đấy các bạn. Nói cho bạn đâu chưa biết. Với cái năng lực của mình hiện giờ thì đây. Các bạn nhìn thấy biết là nó dễ nào. Thức tỉnh câu chuyện. Cái trang bị thu nhập khủng của mình như này thì không biết là chơi như thế nào các bạn. Thôi chơi cái gì chết người ta vào. Cái khí này không biết cái gì mà lại. Để tập nào mình sẽ chơi cái khí này các bạn.
Whip Katas hiếm. Whip Katas hiếm à? Cái tên là cái gì cũng không biết. Thôi kệ. Một cái này mình quay trúng thưởng nhá. Từ hôm qua giờ đầu năm số nhọ quay trúng thưởng toàn là chìa khóa hiếm không, mà mở ra chẳng biết ra cái củ cà rốt gì. Đấy, đầu năm đầu tháng xui. Xui quá các bạn. Đây, ra đây. Cái đà này nó mà chơi được mình kìa. Thôi mình vào đây xem có cái gì vào. Đấy, được đấy. Nhân phẩm cũng được cái nhà. Được một cái nhà. Đấy, cái nhỏ đó các bạn. Đây. Không đủ khí đâu các bạn. Được phết nhỉ. Chưa khóa đỉnh cao. Xem nào. Được đấy. Một cái phiếu nữa. Vé. Tao có chơi vĩ đại cho chẳng nổi. Vĩ đại chẳng chơi luôn. Ba lần chơi bàn may mắn. Bà xui xẻo hồi có ấy mà. Mẹ bà xui xẻo ấy các bạn. Mình chẳng nên may mắn gì cả. Rơi đỉnh cao. Ngon. Được phết nhờ các bạn. Được cái Scalpel kiếm katana đỉnh cao. Mà các bạn nhìn này, kiếm này cũng nhìn cũng thấy rất là đẹp. Đấy, ba chiêu luôn. Nhìn chung cái kiếm này các bạn thấy gì? Kiếm rất là đẹp. Đây mình mở mở nốt dương là mình sẽ dừng kênh cho các bạn nhé. Để tập xong mình làm thêm. Mệt quá. Được phết này. Không biết nhận được cái gì nhỉ. Đù. Úi xồi ôi, cái đà này thì chúng nó phải chọn chỉ có đi đường chết thôi các bạn. Đấy, về bình thường rồi. Úi giời, cái quả này mà mình nhận giáp thì chúng nó chỉ cái nước đấy đường cùng quá. Ý, cũng nhiều phết à. Thôi mình mở gương hiếm đi. Gương bí hiếm thì của mình cũng rất là nhiều. Đây mình cho các bạn xem là mình mở nào nha. Chứ không mình sợ các bạn cứ bảo mình là nạp mèo nọ. Đấy. Đấy mình mở, mở cho các bạn xem. Giao gấp thường cũng lên. Lên rồi. Thôi mình đăng cái này lên đi. Còn có một. Đây. Đăng cái mạnh nha các bạn. Xong. Ok. 550 độ tối. Thôi mình dừng em các bạn.